Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em tên là Hoàng Đỗ Mini, em 23 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non. Em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, quê em ở Quảng Nam ạ. À, em dạy ở Đồng Nai luôn hả em? Dạ, em có trường riêng ở Đồng Nai luôn. Ồ, có trường riêng luôn. Rồi, Hoàng Đỗ Mini là cô giáo mầm non. Mời em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Khải, quê ở Vĩnh Long, Vũng Liêm. Hiện em đang công tác và làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm công ty bất động sản Tín Phát. Em làm về chuyên môn là gì? Dạ, em làm sale bất động sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 29 tuổi. Rồi, bây giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè đi? Dạ, ưu điểm của em là có thể hát được, biết nấu ăn, có thể chăm tốt trẻ. Rồi, khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là một người nóng tính, quyết định trong công việc nó vội vàng. Rồi, vậy ưu điểm, nhược điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết may giá. Thôi ơi, nấu ăn may giá rồi gì nữa? Nó ăn bà giá, em thích chiều chuộng bạn gái với thích nuôi đồn vật. Hồi đó em ở nhà trọ là nuôi chuột, nuôi mèo, nuôi chó ở nhà trọ. Rồi sao nuôi đồn động vật không vậy? Nuôi gì nữa em đâu? Em thích nuôi động vật mà. Em thích nuôi con gì nhất? Con gì em cũng thích nuôi, rắn, gít gì em cũng thích nuôi. Hả? Giờ hiện tại trong nhà có con gì? Không, hiện tại giờ em đi làm nên không có nuôi được chị ơi. Coi như là em có sở thích nuôi tất cả các loài động vật đúng không? Mai mốt về nhà cũng mệt lắm rồi nha. Mình ta mệt lắm rồi. Thôi mấy người tao thích nuôi động vật là mấy người đó tao tốt tính lắm anh. Đúng rồi. Dạ, câu khuyết điểm của em á là mập lùn. Mập lùn đâu có đến mập đâu. Mập lắm anh. Bụng bự lắm, tại bằng áo này chứ bụng bự lắm. Ủa gì đó hả? Dạ. Em nói quá sao bên đây bạn gái ngồi trầm luôn, mặt sụn xuống luôn rồi kìa. Nấu ăn nên mình ăn nhiều nó mới mập. À đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ hay ngủ ngái. Trời ơi, rồi tao đang sụ mặt rồi còn thêm nữa. Sao em nghe mấy cái khuyết điểm bên đó em thấy sao? Dạ không sao chị, sau này mà về mà ngủ ngáy thì em có gì em đạt phát ra hết. À hả, vậy bình thường thì sao? Em trải qua dạ, mấy mối em tình rồi? Có một mối tình hồi cấp 3. Tại vì hồi đó là còn đi học với lại ba mẹ hai bên không có cho phép á. Tại vì bà con vậy nên là tụi em chia tay. Rồi biết bà con quen nhau không chí? Em không biết bà con. Em bên đó là họ gì? Dạ họ Hoàng á. Em họ gì? Em họ Lê. Ừ. Ờ không sao. Em hỏi trước chứ để. Lê Hoàng. Bạn trai. Mình mấy mối tình rồi em? Dạ em có mấy mối nhưng mà có hai mối là em thấy ấn tượng nhất. Một mối là em quen người kia lớn tuổi em. Vậy mà muốn lúc đó đầu mình lớn tuổi mình nhỏ tuổi quá như mình cái tính của mình trẻ con anh. Như người ta lớn người ta chiều mình trẻ con mình cứ làm ni làm nư á. Tới người ta chắc chịu không nổi nên chia tay. Bỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà lớn hơn mấy tuổi? Lớn hơn 4 tuổi. Không sao, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em, nhỏ 4 tuổi luôn. Rồi rồi sao? Em cũng chịu không nổi nên cứ mỗi chút giận năn nỉ cái mệt luôn. Mình rút kinh nghiệm hai mối tình thấy không? Dạ. Bây giờ là phải biết hòa hợp. Nghe không? Bên này lên, bên kia xuống, bên này xuống, bên kia phải lên chứ giờ bây giờ. Bên đây lớn hơn bên kia mấy tuổi? 6 tuổi. À, cũng hơn vượt qua số 4 rồi. Rồi. Được. Bây giờ em Ni muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích một người con trai mập, bụng bự. Hả? Trời ơi lạ vậy cưng. Dạ. Ủa vậy hồi nãy giờ cưng sụ mặt xuống là cưng đang thích thú đó hả? Dạ. Mà chị căng thẳng quá, chị tưởng nó bên đây sụ mặt là chê. Dạ, chị đang lo cho em. Trời bên này cô này thích. Ủa sao ngộ vậy em? Sao lại thích mập bụng tại bự? Tại vì em ốm nên em thích những người mập á. Sau này về ôm khỏe. Ngoài thích bụng bự ra còn thích cái gì của người đàn ông nữa em? Dạ em thích người hói, thích người hói. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá rồi, hay luôn. Trời ơi, cuộc đời anh nghe cái này anh sướng gì đâu á. Hồi đó giờ mấy cô lên bạn của họ toàn là ghét mấy ông không thích cái đầu hói với bụng phệ. Còn bây giờ cô này thích đầu hói bụng phệ. Cảm ơn em gái nha. Dạ. Lý do là sao em thích đầu hói? Tại vì những người hói người ta rất là thông minh ạ. Đúng rồi. Lý do sao em thích bụng phệ? Tại vì những người bụng phệ rất là vui tính ạ. Đúng rồi, trời ơi hay. Vỗ tay lớn lên quý vị. Tôi kết thằng gái tôi khỏi coi mặt luôn, gã luôn. Điều gì em không có thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, hút thuốc, lại gia trưởng không biết chia sẻ. Có gia trưởng không em? Dạ không, em nói em dễ tính mà. Hút thuốc thì em không có hút. Nhậu thì có lâu lâu nhậu chút, sợ với bạn bè thôi. Mình có giao tiếp mà chị. À, em này đẹp trai ha, mặt mày láng lẫy ha, ngon lành. Em có chiều chuộng bạn gái không? Có trời trời.
Lúc trước em hay may đồ cho con gái lắm. May đồ nữa hả? Thì em học, lúc trước em học thôi, cái trang mà em để tóc dài là như con gái vậy đó. Cái ủa nãy giờ em nói cái tính nó thấy giống con gái quá vậy. Ờ, may giá theo thùa em. Ở một mình mà anh phải mà... biết chứ. Thôi thôi thiệt tình luôn. Bạn gái khoái rồi, bạn gái khoái rồi. Con gái anh thiệt là quý em đó nha. Dạ. Thiệt với em từ đó giờ bạn muốn hẹn hò nhưng anh thấy em dễ thương nhất luôn á. Dạ, em cảm ơn. Thích bụng bự đầu hói ha. Dạ. Tính tình anh này em thấy sao? Dạ em thấy anh cũng vui tính. Có hợp với em không? Dạ cũng hợp. Anh này nãy giờ anh nói thật cái gì xấu cũng nói cho dạ, luôn. Dạ thấy anh thật lòng. À, rất là thật lòng luôn á, anh thấy dễ thương á. Được đây em gái. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Mặt tròn, em thích mũi cao, cao từ 1m50 tới 55. Rồi gì nữa? Có vòng 1, vòng 2 đừng bự quá. Cái gì? Không. Cái gì, cái gì? Cái vòng 2 đừng có em bự quá. Em thích vòng 1, vòng 2 bự hả? Mắc gì không thích vòng 1 bự, vòng 2 không bự thì được đi. Mắc mới gì không thích vòng 1 bự. Thôi vòng 1 bự nhìn thấy ghê lắm chưa? Mắc gì thấy ghê? Em có thể giải thích cái chuyện đó được không? Theo người ta có nghiên cứu đàng hoàng chứ bộ. Nghiên cứu là nghiên cứu là 500 người đàn ông giàu có là 360 mấy người ta thích là ngực nhỏ. Còn nghiên cứu 500 người đàn ông mà nghèo ta thích ngực bự hơn. Chứng tỏ là cái người con gái ngực nhỏ sẽ đem lại cái may mắn cho người đàn ông sẽ dễ thành đạt hơn. Vậy là những người đàn ông thích ngực bự là người đàn ông nghèo. Đà không có, người ta khảo sát 500 người thôi, còn mấy người kia thì coi như đa số, đa người số, dạ. Đa số người đàn ông mà thích ngực bự là nghèo. Hèn chi đó giờ tôi chưa bao giờ quen người nào giàu hết trơn trời. Chưa quen một người nào giàu hết. Bạn nữ thấy sao cưng? Dạ cũng được ạ. Được là vậy, em muốn làm giàu cho bạn trai hay muốn làm nghèo cho bạn trai? Tại vì em cũng giàu sẵn chị. À dạ. Trời ơi. Hai người này lạ nha. Thôi được rồi, bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân coi có còn cái gì lạ hơn nữa không? Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ với bạn thân của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Ni. Em đến từ Đồng Nai. Em gái của em á, ở nhà thì rất là hiền. Rất là ngoan trong gia đình. Chị thấy hôm nay em trai bên này á thì cũng có nhiều ý cũng hợp với em. Thì hôm nay chị cũng muốn hai em có một cơ hội để tìm hiểu rồi đi đến tương lai. Rồi em xin hết ạ. Căng thẳng quá chị ạ. Còn bạn trai đi với ai nè? Dạ em đi danh hai em. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, dạ, chào các bạn trong trường quay. Em là anh hai của Khải. Em thấy thì bạn gái hôm nay rất là dễ thương. Nói chung là không có điểm gì là khuyết điểm hết. Anh thì anh góp ý cho em như vậy. Nó thì còn chuyện mà tụi em sau này tiến tới là lâu dài hay không thì còn do hai tụi em nữa. Rồi, cảm rồi, ơn cảm anh. Ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào ra hai bên cảm nhận ha. Đúng rồi. Mở rào. Đó. Lần đầu gặp em sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em rất hiền như cô Tâm ngày xưa. Hai làn gió đưa cho mái tóc em bồng, cho má em hồng, cho lòng anh ngẩn ngơ. Cảm ơn anh. Đây là cái món quà của anh. Đây là món quà anh tự mai. Tự mai, mai cho em một cái đầm để em ướm vô thử là vừa không? Trời ơi, biết ta kích cỡ nhiều mà mai. Dạ, thì mai đại chỉ với em có biết đâu. Chắc chắn ổng mai cái đầm này vòng một nhỏ lắm. Em có mai thun mà có giãn ra. Rồi ướm vô đi em. Trời, đẹp dữ ta. Em cảm ơn anh. Bây giờ em cảm nhận đối phương coi. Giờ làm giàu hay làm nghèo cho em? Giàu nè. Anh thấy em sao ạ? Dạ, anh thấy em dễ thương. Mà cách tiếng em thì khả cho em hùng dữ lắm à. Dạ không có anh, em rất là hiền ạ. Cô giáo mầm non đâu đến mức dữ đâu. Không thì được, em đừng có dữ nha anh quá. Dạ không, chồng em sau này em về em dạy sao. Anh có dự định là mình sinh sống và làm việc ở Đồng Nai luôn không ạ? Hay là về quê? Chỗ nào phát triển được thì mình ở chỗ đó thôi em. Chỗ đó nuôi chuột, nuôi rắn rết, nuôi ấy là được không em? Dạ được chứ anh. Được là nuôi dạ. Đó. Anh lớn em 6 tuổi em có cái giờ có sự ngại trở ngại gì không? Dạ không, em không quan trọng việc tuổi tác. Em chỉ cần một người đàn ông là biết chia sẻ với em, biết yêu thương gia đình, lễ phép với lại người lớn trong gia đình là được rồi. Anh thì được nhiều người lớn thích lắm, được lòng người lớn lắm. Rồi hẹn hò sao nè? Ở gần mà, mình hẹn hò thì cứ anh thì cứ tối là anh nghỉ thờ một tuần rồi anh làm hết đủ một tuần, nhưng mà tối là nghỉ không có làm. Tại vì em công việc của em nó hơi cực một tí,
nên là em chỉ rảnh vào cuối tuần thứ bảy với chủ nhật thôi. Chị chủ nhật đi chơi cũng được. Bạn gái nói gì với ảnh đi em, hay anh hát tặng ảnh một khúc ha, một bài hát nào đó đi, rồi chúng ta quyết định bấm nút hay không. Em xin hát tặng anh một bài hát. Ok. Này người em yêu, trong tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hỏi trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Em xin hát. Thôi, để tay được bấm đi. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, có thể đùa nhau một chút xíu, nhưng bây giờ đến lúc ta lắng lòng lại, kiểm tra lại xem nó có đúng là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Chúng ta bấm nút trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Thấy sao? Nắm tay là thấy sao? Mềm đúng không? Mềm hả? Nắm tay xong mà làm gì nữa? Giờ cho anh hôn em cái. Cảm giác gì không? Thơm. Hả? Thơm hả?